Ngày 1 tháng 4 năm 2022, Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng đào trộm hai cây hồng trà tại Nghĩa Trang, thôn Hoàng Mai Yên, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm. Trước đó, ngày 19 tháng 3, ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình họ Nguyễn ở thôn Hoàng Mai Yên về việc bị cả gian đào trộm hai cây hồng trà có tuổi đời khoảng 30 năm trị giá khoảng 50 triệu đồng tại khu lăng mộ của gia đình, đội cảnh sát hình sự công an huyện đã phối hợp công an xã Liêm Phong, Thanh Liêm, công an phường Duy Minh, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh đấu tranh làm rõ hai đối tượng trộm cắp hai cây hồng trà gồm Nguyễn Quang Cảnh sinh năm 1980 và Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1982, đều trú tại tổ dân phố Trịnh, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận biết cây hồng trà trên thị trường đang được bán với giá trị cao và do cần tiền tiêu xài nên đã cùng nhau mang một số vật dụng đến nghĩa trang thôn hoàng mai yên xã liêm phong để đào trộm hai cây hồng trà trên hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh liêm đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật